Trong chiều nay, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2022. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố dự hội nghị. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự thành phố lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt hai khâu đột phá về chất lượng huấn luyện, diễn tập và xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật đảm bảo an toàn, hoàn thành đạt và vượt 19 trong 20 chỉ tiêu nhiệm vụ. Đảng ủy Quân sự thành phố thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó, lực lượng vũ trang thành phố tổ chức huấn luyện diễn tập hoàn thành đúng theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao đạt thành tích cao, xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật có nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các cơ quan đơn vị phối hợp với các ban ngành, tham mưu Thành ủy, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có chất lượng tốt, thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, diễn tập, đảm bảo đúng kế hoạch, có chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối. Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.